Thôi đừng cãi mà. Kéo đồ má tao đang kéo lên này nha, bịt mẹ. Thì đó tìm gì cũng được. Tin thứ hai toàn ơi. Luôn luôn toàn này. Tớ ép ra luôn luôn nha. Mày biết cái vô đi. Tao mày mua tiền này, gom tiền mua gậy đẩy xong thả gà vô gốc lắm. Ôi kìa. Ồ. Ơi. Má nhiều nhiều quá. Ông toán xì tôm rồi anh em mà. Má tớ mà biết gánh Nhanh đúp quá, cho chiêu này là nha. tớ Ê, mà biết gánh đúp chiêu này là địch mẹ khác rồi. trai cho xin cái cây được không? Đang bận chuyện lắm anh ơi. Xe Cái gà. nhà kìa, cái nhà kìa. Cái Mẹ ngô á. ơi. Ý là anh ở ngoài đường mà. Xe gà cái. Chú ấy quên mẹ nó rồi. Chú ba. Ủa đâu phải đâu. Ôi ai ôi tiền. Trời ơi VIP rượu má, VIP có lóc á. Ê, Lóc thú à cha. ai kêu nhận búp cái đi. Ê, mày cho tao cái đó đi. Sao mà cho được khùng quá. Đồ mẹ tao lên gấp để tao còn đi ấy. Lên gì? Trời Cho một ơi, chị tao mua xà. đi. Đưa tao đi, đưa tao đi. Chị tao mua xà. Đây, 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 đây. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. À, trứng lột quá à. Ôi, mày đâu cần thiết đâu. Không cần. Chứ má con bò nó chậm lắm anh. Con bò nó không bằng mắt nó đâu. con bò nhanh hơn mắt nó đi. Nhanh hơn cứ. Tại vì chẳng cái ấy của nó yếu hơn mắt nó tí thôi. Nó ghi vậy thôi chứ. Ê lụm 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 cái này quáp, cái này quáp, quáp nhanh rồi nha. Em lụm cái này quáp nhanh cái nào. Nào quáp nhanh cái nào anh ơi. Quáp đi anh. À, quáp nhanh cái nào anh Hà ơi. Lại cái nữa anh. Rồi. Vào việc đi, chết cũng được. Đâu rồi, xong rồi. Rồi, 2 cặp 7. Chị tôm đây nè nha. Chị tôm đây nè, chết mẹ rồi anh. Anh hết cái kia hả? Thấy chị tôm không? Thấy rồi, để em về. Không, xì tôm nó không sao đâu. Xì tôm nó 1 phút 30 giây, tại anh có cái này nè. Ê ê nó không sao với ai ấy, chứ với em thì địch mày. Nè nè, nó mà ấy là quất luôn á. Ủa. Nó mới bay ra nó kiếm em đây nè. Lộn phu Có à. chưa? Lộn mình trả em. Kyo nó nhiều tiền lắm rồi đó anh em ơi. Biết chỗ không vậy? Ké, trộm ké bậy rồi, xin binh cho rồi. Đâu vậy? Đây nè. Đó đó đó. Hiểu rồi. Sao biết vậy? Sao biết ở đó vậy? Tận ngay ô nãy giờ nó lượn lượn ngay đó mà. Chạy đâu rồi? Ồ, nó có mua bình linh nó nhảy xuống luôn. Ôi, nhưng mà nó nhảy vậy rồi kìa. Kẹp giết đen được rồi. Thật quá. Ý, thật quá. Ủa
Tom ra kìa, chị Tom ra anh Hải. À có gần ác vậy không hả? Thế đéo nhờ. Ê, chơi lòng này đi anh em. Sao mất sai xui dữ vậy trời? Cục phu đang bay tới nó mất sai. Quân nè, quân nè. Cái đéo gì vậy ba? Ấy à, ấy à. Gì vậy? Hai người chết luôn kia vậy? Ôi, người ta cắt ra lấy level, má ơi. Người ta là ép gheo, cắt ra một cáp. Vẫn luôn bất tử, bất tử. Win ga kìa nha. Anh biết rồi, anh thấy. Nó đâu có tiêu được. Đánh tiếp không? Nó chết rồi đó. Ê, nhà khỏe thế. Đéo kịp hit level pha đó. Thấy rồi. Trời, không tới, không có đau kịp. Ủa, con chim nó kìa. Chim cặp thôi đi nha anh. Quái lồn, xui vậy. Tay ngắn. Nó rem Titanic á. Ở đâu có sen á. Không, không được. Không được. Ở đâu có sen đó, nó trước nha. Tiếp. Thế thì đủ mẹ. Quáp nhanh tiếc rồi. Ê, Weaver cũng game. À không, Weaver nó ulti sạch kính. Nava á nha anh. Trời đủ. Ý là đừng chơi nó nữa. Lẩu như cái lẩu. Cho mình Ricky mà nó thấy ta cái liền. Tụi mày nó rem luôn à. Rem độc chiêu vậy? Rem Titanic á. Đủ mà. Thú rồi còn quăng cái điệp mẹ cái. Tao nó mạnh. Đứng im kéo xịt. Nếu chúng không có giết được đâu. Lên đà nó. Ôi.
What is your wish? Có giết được ai ngoài em đâu. Em phản lên rồi. Bên nào bất tử. Tầm kiếm mình hoài. Nó kiếm mình hoài. Bật anh xin nghe. Toàn à. Trời ơi, con bắt này mà giết được con EO vãi liền kìa, hên quá. Cái con Win nó tội nghiệp gì đâu. Lộn ngu thiệt. Cách ngay thằng A3 rồi. Nó mất lên kênh chưa? Không biết. Anh phá lên kênh được mà. Anh phá bằng cua. Nhìn cho anh nhìn cái bát đất nào. Anh tính farm miếng đam ấy mà. Bất đồng đấy. Rồi đi farm đi, farm đi. Trời ơi. Đường trên. Ô, tí xin kịch nha. Ừ. Nó lại đầu xe nó gì vậy? Weaver á. Nhưng mà nó vẫn đam không chết luôn. That's it.
one shall be the wiser. It has begun. All my brothers. Monster kill! God, my triple kill! Ủa, chia 5 năm lãnh hả các anh? Triple à? Tự nhiên thấy ảo Makana ra team 2 nữa. Sao để chết? Đủ má sao? Xin ơi, dẫn bóng vào đây xin. Đúng rồi. Rồi em có lấy không? Anh xem gì chưa? Sao con trai được ta? À mình bấm stick. Chung gà của em đâu rồi? Đánh mà tên kia có xin đi là biết rồi, chúa hai ngón à, luôn. Hồi nãy anh gì? Làm, anh đang làm mà nó lại ngay cái giờ anh làm mà sao anh ấy được. Anh kia đợt này có ra không anh kia? Có. À, xin đi mang tiếng đấy, chúa hai ngón đấy. Chưa bao giờ làm chuyện đó luôn á. Nhớ hơn rồi. Em nói đúng vấn đề rồi đấy, 230. Anh không chỉ móc đồ, anh còn móc lỗ đít gì khác nữa nhá. anh mà đừng có nói kiểu đó, anh xin đi ạ. Ơi ơi. Ủa bị gì vậy nhỉ? Lâu quên chết điện thoại. Bọc 13 luôn. Má thầy nói thiệt, pha này thằng lộn. Lộn chung gà quá. Ờ kệ nó đi, kệ khi khác nó tỉa cũng được. Thôi đừng quýnh, chết đó, chết đó, chết đó. Thấy chưa, nó gọi chết mà không nghe, chết đó. Chết hai luôn á, chết đó. Vô tới nhà nó giết chim luôn. Thì mình vô tới nhà mình giết quyền lại. Của cái đó. Ông chùm gì cáp xe của em luôn. Đi em. Nghỉ thôi hả anh? Không, mất cái thằng Hải luôn. Em chưa thấy anh đánh đâu, anh đã nghỉ rồi. Ừ, nãy anh chơi lúc anh nghỉ, chơi tầm 9 giờ. Anh sợ anh ai thì nói một câu, ví dụ sợ anh Shinji hay như nào thì bảo em một câu. Anh á?
Ai cũng sợ hết. Đấy, thiếu kịp với nó luôn. Em bật giáp phản rồi mà nó không chết đâu chứ, máu em ít quá. Anh em sắp gặp nhau đến nơi rồi. Cả kia nhiều là dễ mấy nữa gặp nhau là ăn đấm lắm em ạ. Ăn đấm chứ còn gì. Ăn đấm còn đỡ, nó bắt uống bia cho chết mẹ luôn. Đấm liệt đi. Bia thì chịu với Hà nhá. Với nhà sếp còn chả bắt được bia, đừng nói. Ừ, có làm được. Ừ. Nếu bị cặn. Sếp cầm cốc bia ra nhìn thấy mình quay cái đỉnh mình ạ, lại quay đầu đi. Cơ sở Storm này nó mạnh quá ta. Nó không có cả thứ hai. Có tất cả nó còn nó một đỉnh này. Ina lũi. Nói chung là nó có tất cả. Game ép chết rồi. Vậy. Cái này cậu tặng tớ được không? Coi như là làm kỷ niệm á. Cái tớ làm cái này, hiểu không? Cậu làm cái đó xong cái tớ làm cái này. Tôi đi thêm. Nhưng mà nó là thằng nào? À thằng này. Đi thêm một hoài luôn á. Tôi đi thêm một hoài luôn á, làm chuyện đó đi xin. Thì thử. Rồi làm đi. Mẹ giờ có ai đâu làm. Thì cho đó. Thôi làm lại cái nữa đi, cái khác đi. Thì vậy đi. Hồi nè, tao có cái này nè, đúng không? Tao muốn vô đây nè, đó. À, thì đó, tao cũng thử làm mở đường cho rồi đó. Rồi gì thì búp đi nha, chuẩn bị búp đi nha. Hồi đéo qua chỗ đó luôn, như một cái chùa. Thôi chơi với Nguyên đi. Nó rất giọng rồi. Mình biết dạng này. Thôi, ngồi bên kia rồi. Để tao phun cho tao nó ăn hộ. Ủa xin cậu có gót chưa ta? Tại mình mất cái 2k4 á, không ơi, nãy giờ tao thâu ri rồi. Biết giờ không cho rồi. Má, tao nói thiệt này, lúc đầu tao tưởng không có thú thì tao còn giết được đụ mẹ, nó còn có thêm cái thú nữa thì giết bằng lồn gì. Đúng rồi, nó còn có thú đó. Chắc gạo quá. Chắc bài quá. Bây giờ anh đứng im trong hồ, em kéo anh, nếu như mà anh né thì là bị đít. Còn Lina nữa. Quá tuyệt vời. Nếu như anh né là lỗi của anh, đâu phải tại em kéo đâu. Anh gà đoán xem anh Hà có né không? Tay phải thì không né, nhưng tay trái vẫn né thôi. Hoặc là như kiểu lão nó chỉ đeo nhưng mà tay nó vẫn cứ làm như kiểu thế. Giải thoát cho nhau bớt đau khổ. Ôi đừng hẹt, trời ơi. Không hẹt là có con nhện nó chết nữa. Lụm được nhện rồi, được rồi. Sao phải nó boom rồi, đánh nhau không mày? Hình như là ông ấy không mua hack data à? Ông Storm ấy. Đúng rồi. Xin đâu người ta? Đang chờ đám dỗ. Trời ơi, lộn đồ vô kìa, để tôi kéo vô cho lẹ. Đứng yên đi không chịu. Không có tank được kích đâu. Tank được không? Chắc là không rồi. Có mỗi bà vào tank. Ê, con gì dưới đây nè, con này con gì dưới đây nè. Khùng rồi, khùng rồi. Không có rồi, tụi nó sẽ chơi con Win với lại con Fipper hợp thể. Có bất tử mà bà ulti khùng, ulti điên. Đó, tao phu tụi bay đó. Gót nhiều vô xin ơi, gót nhiều vô, gót nhiều vô. Oh, wait.
Mày không biết nói à? Miếng lồ lắm, tự nhiên mày cầm đồ tao rồi kêu tao nói gì? Gì đấy, tao đó. Người nào đi? Tao đó, căng đấy. Ây da, ây da. Thôi kéo hồ đi cái mới. Đấy, nó bay qua kìa. Nó bay qua là kéo là đúng rồi. Để anh Nát đứng ở đây nè. Cành nó bay qua cái mình kéo vô đây. Đúng rồi. Tại né, nó bay. Né ra xin. Ủa sao lại bê không ăn hồ đi. Hai tanh, à đây có người tanh. Đấy. Chết con đĩ mẹ, kéo riếp nó vô rồi. Kéo riếp nó vô luôn. Cái lùm má cái gì vậy? Alo. Alo. Hay quá, hay. Địch thiệt luôn. Thiệt vời. Một pha bóp giấy đến từ đầu á. Tự nhiên cái đó sao gọi là bóp giấy? Cái đó là em kiến tạo với team bên kia. Em bóp giấy team mình còn càng gì nữa. Em phối hợp với team bên kia nhịp nhàng quá. Để cho team mình bớt đau khổ. Cái đau khổ thiệt đủ quá để... nhìn. Nhìn bộ kêu phế vật đi. Nhìn bộ kêu bao phế vật đỉ mẹ. Số tài khoản nha kia. Bao giờ IMA nó có quả SD, SB giống Dota.